Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S743. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Nhung Hoài. Nói đến anh em Nhung Hoài thì chúng ta liên tục có những pha chiến tranh quét map rất là tuyệt vời nha anh em ơi. Ngay từ những phút giây đầu tiên luôn chúng ta đã di chuyển rồi. Và đó là một team không hề treo anh em mẹ. Mình thấy là cái bang đã di chuyển trở lại khu vực số 21. Và sao mà chạy được cái bang ơi, rất nhanh gọn và lẹ. Và hôm nay chúng ta sở hữu một đội hình có khả năng càn quét rất mạnh trong tâm ma, đó chính là Minh Giáo, Võ Đan Khôn Nguyên và Thiên Vương. Rồi, Minh Giáo chúng ta đã hồi phục lại lượng máu và mình thấy thường nhân đang có mặt tại khu vực số 7 luôn anh em ạ. Và chắc chắn là team của mình sẽ di chuyển để chết tài nguyên, sau đó là chúng ta sẽ chạy về khu số 7. Bật búp lên, chuẩn bị lướt vào, xử ai trước, đó là con đường môn hay tàn kiếm, dậm luôn anh em à. Như vậy tàn kiếm đã bung bẫy rồi, cùng luôn phát hiện chúng ta giao tranh. Và team của mình buộc lòng phải rút trở lại. Ui, tàn kiếm đã đuổi tới luôn rồi, như vậy team tàn kiếm đó là một team treo. Như vậy anh em thấy lòng cung luôn tự nhiên có lợi thôi anh em ơi. Từ khu số 8 ta nói nhảy xuống cái khu 7, à, không cần mận gì luôn. Cái kích vô thương nhân mua đồ liền. Nhưng mà team của mình đâu có bỏ qua được đúng không? Mình hồi máu hồi chiêu xong thì mình sẽ quay trở lại khu vực số 7 để tiếp tục mua đồ. Và như vậy là anh bạn Thiên Vương chúng ta có một viên hồi máu rồi. Quá là thơm luôn anh em ơi. Rồi ha, bây giờ thì mình sẽ mận gì đây? Đó chính là chúng ta sẽ mở nhẹ cái rường. Và chắc chắn là team của mình sẽ quay trở lại khu vực số 7. Võ Đen đã tiên phong đi trước rồi. Và Võ Đen có an toàn không? Võ Đen rất an toàn nhưng mà có tiêu dao có quần. Ui, rất may mắn cho anh bạn Võ Đen chúng ta nha. Rồi tiêu dao có cả bạo kích, có lóc hay không? Dậm luôn nè. Ui, rất may mắn là tiêu dao vẫn còn nè anh em ạ. Rồi thôi, nâng bí kíp chờ hồi kỹ năng và chúng ta chuẩn bị giao tranh đấu tượng thôi anh em ơi. Mình thấy là Minh Giáo chúng ta đã có được 4 quyển bí kíp. Tiêu dao quay trở lại lướt vào. Ui ui, lốc Thiên Vương luôn rồi, mẫn gì tiếp đây? Ơi mẫn gì tiếp đây? Ở thất thám nè, rồi bị dính lại nè, có huy tiên nè, giảm cái bum. Chúng ta đuổi về khu vực số 19. Bên này có một team treo anh em ạ. Rồi kết thúc được một thiên sơn, tiếp tục đó là huyền thủy. Nhưng mà với cái pha giao tranh này thì team của mình đã lỡ cái thời gian của ảo tượng xuất hiện rồi anh em ơi. Bởi vì chúng ta đang chờ hồi kỹ năng và hồi máu. Quá là đáng tiếc ha. Rồi bây giờ thì tiếp tục quay trở lại khu vực số 21. Team của mình sẽ tiếp tục farm để hồi máu cho anh bạn Thiên Vương chúng ta. Như vậy là chúng ta đã quyết định không giao tranh ảo tượng, nhân vật trên của mình vẫn chưa mở bản đồ lên. Mình vẫn chưa phát hiện được ảo tượng ở đâu trong bản đồ tầm ma này. Đó vẫn là tiêu dao, một phát lướt, tiêu dao đã mất nẻ rồi. Thiên Vương đã di chuyển về khu vực số 8. Và chúng ta không đuổi theo. Hôm nay anh em Nhung Hoài đánh trận tầm ma này rất chắc chắn anh em ạ. Không liều lĩnh và hộ báo như những lần trước và chúng ta quyết định bảo kê hồi máu cho các thành viên trong team. Và mình thấy Võ Đen vừa di chuyển kéo về một con cái bàn rồi. Rồi Thiên Vương đang hồi máu cắm đầu luôn. Thiên Vương đã bị xử lý rất nhanh chóng. Như vậy là thời gian của vòng số 1 chúng ta chỉ còn khoảng 1 phút 40 giây nữa. Và mình thấy vẫn còn 14 đội trong bản đồ tầm ma này. Tiếp tục phạm lĩnh và hồi máu thôi. Và team này anh em thấy sang vòng số 2 mình sẽ đi quét map cho anh em có. Hình như là khu vực số 21 có biến. Một team từ khu vực số 22 di chuyển về và chúng ta đuổi theo, đó là Thiên Sơn và cả một tiêu dao nữa anh em ạ. Tiếp tục dậm một cái phần sơn và kết thúc các ạc treo tại đây. Rồi farm kiếm tiền đi anh em ơi, để sang vòng số 2 mình lấy một cái huyển tăng cấp bí kíp cho Thiên Nhẫn, à không, cho Minh Giáo. Võ Đan cũng cần một huyển tăng cấp bí kíp để lấy huyển bí kíp trung của chiêu Thiên Địa Vô Cực nha. Tiếp tục farm, kẹp ngà thăm ngàn anh em ơi. Đó, farm nhiệt tình vô, phần sơn các kiểu, Thiên Vương có máu nữa kìa. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi, chúng ta di chuyển về khu vực số 19. Hiện tại thì Võ Đan đã tách ra để chích map và mình thấy một cái quân thể kim cang rồi.
Lần này sẽ chạy thẳng về khu vực nào? Khu số 7, số 6. Trời ơi, số 19 nay mình ăn rồi anh em. Ấy, có tim nè, tim khác nè anh em ơi. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Thiên nhẫn chạy đâu? Một phát hủy thiên, thiên vương xoáy truy vào võ đàn chúng ta. Xoay thì chạy đi, trời ơi, còn con chấm máu vẫn cố. Không có bảo kích xoay lấy gì chết. Đó anh em phải tính nha, quýnh tâm ma không tính đó là liều mạng, chết ngắn chịu. Như vậy là team đó vẫn còn thiên nhẫn nha. Thiên nhẫn đã thoát thân thành công. Và như vậy là chúng ta chuẩn bị kết thúc vòng số 1 rồi. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 kết thúc tại đây em ơi. Chúng ta vẫn còn 12 đội để tiếp tục bước về vòng số 2. Và chắc chắn sang vòng số 2, khi mà team chúng ta đã đầy đủ được các loại bí kíp, thì anh em sẽ di chuyển quét map nhiệt tình hơn. Đó đó, đoàn thị hay là thần cơ vậy anh em ạ? Xử lý nó anh em ơi. Hình như là một con thần cơ vừa được chuyển tống về. Và chúng ta có thương nhân tại khu vực số 6. Trời, Minh Giáo thì anh em không có ngần ngại gì về thương nhân nha. Minh Giáo và Thiên Nhẫn là hai môn phái, anh em hãy tận dụng các kỹ năng của mình để bị thương nhân. Đó là Tiêu Giao hay là Côn Lôn? Dường như là Côn Lôn rồi. Côn Lôn đã bị khống chế, khiêu khích và bị thương rồi bị tê liệt nữa thôi. Chả gì tầm này nữa Côn Lôn ơi. Rồi, ngon lành kênh me rồi đó. Bây giờ Thiên Vương mình gồng hồi máu thì anh em ạ. Mình thấy có một Long Tước ở đây. Như vậy có lẽ là cái team treo đã bị chúng ta xử lý rồi. Bây giờ thì các thành viên mình chuẩn bị di chuyển về khu vực số 8. Mình giờ vẫn còn Huy Tiên, đó là một team 3 Huyền Thủy nữa nha. Võ đang đã khiêu khích được 3 thành viên rồi. Thiên Vương ơi, rất cần cái huyết chiến Bắc Phương lúc này. Thiên Vương đã xuất hiện nhất kích một cái sử công Huyền Thủy đây. Hiện tại Võ đang chúng ta đang yếu máu rồi. Võ đang đã lên được 7x và thoát về khu vực số 1. Tiếc quá tình huống đó. Võ đang nếu như di chuyển cùng với team chúng ta và hỗ trợ thì có lẽ là mình đã có được những điểm hạ gục với team 3 đó anh em ạ. Rồi, Võ Đen đã quay trở lại khu vực số 7 và bây giờ thì Minh Giáo sẽ bắt đầu bảo kê cho các thành viên của mình. Võ Đen hồi máu rất nhanh rồi, bởi vì Võ Đen chắc chắn đã có được quyển bí kíp chung của chiêu Thiên Địa Vô Cực anh em ạ. Chúng ta quay trở lại và đội bạn vẫn còn đây. Tiếp tục lần này thì Huyền Thủy hết chạy. Dương Môn đã bị yếu máu, Võ Đen tiếp tục hỗ trợ Dương Môn. Ôi Dương Môn chạy đâu Dương Môn ơi. Sao chạy xuống dưới cái cổng khu chính nó gần mà. Anh em làm mình khó hiểu quá anh em ơi. Rồi thêm một team khác nữa, có Thiên Vương, có Cung Lôn nữa đây. Chúng ta đang bị úp. Ủa anh em có những pha xử lý chạy map mình hắc não mình quá anh em. Cứ nghĩ là anh em sẽ quay về khu chính ha. Đâu đâm thẳng vô khu số 22 luôn. Ôi ghê thật. Đúng gọi là hắc não anh em à. Mà pha hắc não này nó đi vô lòng đất nha. Rồi bây giờ thì các thành viên của mình vẫn tiếp tục chết map. Và mình thấy Võ Đen đang có mặt tại khu vực số 9. Võ Đen đang có bạo kích và Võ Đen tiếp tục di chuyển về khu vực số 25. Có một viên máu nè Thiên Vương ơi. Thiên Vương ơi, khu 25 có biến rồi Minh Giáo ơi. Ôi ôi ôi, cắn máu lẹ lên. Rồi rồi, một thằng nó chạy ra kìa. Trời ơi tiếc quá, cái đó mình đón đầu mình trận nó là tới công chuyện. Một cái quần thể kìm càng khu vực số 2. Nhật Quân và Minh Giáo lao thẳng về khu vực số 4. Rồi xong, không lên khu 3 hả anh em. Thì gã đã quay lại ăn bạo kích. Tiếp tục đó là khu vực số 5 nha. Còn nửa cái quân, không tới nửa cái quân nữa anh em à. Và như vậy là ảo tượng xuất hiện. Rồi một team có thần cơ, có Thiên Vương và có một Dương Môn tại khu vực số 5 rồi. Bây giờ thì anh em thấy là mình đã mở được cái ảo tượng rồi ha. Mình chuẩn bị mình chờ hồi cái quỷ thiên cái mình úp xuống khu 5 anh em ạ. Thiên Vương chúng ta đang mở tại khu vực số 4. Võ Đen vẫn đang có mặt tại khu vực số 25. Võ Đen đang chơi một cái trò gì ở khu vực đó mình cũng không gõ được anh em ơi. Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị hồi quỷ thiên. Và Minh Giáo làm sao bỏ qua cho cái team hai hệ kim được nè. Rồi khu 17. Đó, bắt bài liền. Đây là con cái bàn anh em ạ. Thần cơ quay trở lại. Và chúng ta có một viên máu. Cái bàn quay trở lại lướt một cái. Ui cái bàn này chạy ghê nha. Rồi xong luôn. Rồi cái bàn đã ra đi anh em ơi. Võ Đen bây giờ mới xuất hiện. Có lẽ bây giờ Võ Đen đang úp một team nào đó ở phía trên này mà. Team chúng ta
anh em thấy là ai cũng có khả năng tách lẻ solo, đó là Tiêu Dao. Và Tiêu Dao đã có quần rồi, thôi. Tiếc quá, Tiêu Dao có quần nhưng không bằng ăn được cái quần đùi gì hết anh em ạ. Hiện tại Vương Thiên Vương vẫn đang nhờn với Tiêu Dao tại khu vực số 4 và đã di chuyển tới khu vực số 1 rồi. Rương khắp nơi và rất nhiều rương mất luôn cái bạo kích. Và một viên máu tại khu vực số 2 nè Thiên Vương à. Rồi xong, Thiên Vương không ăn vỏ đang ăn luôn. Thiên Vương chạy tới, viên máu mất tiêu. Ủa, nhớ mệnh giáo kêu tôi ăn máu mà đâu mất rồi, lừa nhau à. Như vậy là hiện tại mình đang còn 4 đội trong bản đồ Tà Ma và thì chúng ta đang bắt đầu triển khai kế hoạch di chuyển để bắt đầu quét map những cái team khác anh em ạ. Lại là máu, Thiên Vương vẫn không chết được máu, lần này thì Thiên Vương đã được ăn máu. Rồi còn 1 phút nha anh em ơi, chúng ta vẫn còn 4 đội, tranh thủ thời gian cuối cùng để mình đi vào các ngóc ngách và xử lý những team còn lại nha. Có mấy anh em nhắn tin hỏi mình sao mình quýnh Tâm Ma mà cứ bị úp chết hoài. Đó, nếu anh em bị úp chết hoài thì anh em làm theo cái chiêu của mình, đó là mình chủ động đi úp người khác anh em ạ. Cứ việc hồi full máu, hồi full kỹ năng thì chúng ta sẽ di chuyển để quét map. Mình phải nằm cái thế chủ động nha anh em ơi. Anh em mà để vô cái thế bị động bị người ta úp là chắc chắn anh em dính bài liền. Không thể nào gọi là trốn thoát khỏi anh em ạ. Và có lẽ là thời gian của vòng số 2 chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Mình thấy khu vực số 9 vừa có giao tranh rất là kịch liệt. Và team chúng ta lại có thêm điểm hạ gục, làm giảm số đội trong bản đồ Tâm Ma này xuống rồi anh em ạ. Rồi thôi, chương trình đến đây là... Ui, vẫn kết thúc được một Thiên Vương kìa. Quá tuyệt vời, ngon lành. Như vậy là chúng ta chỉ còn một đội trong bản đồ Tâm Ma này thôi. Và đội này chắc chắn mình nghĩ sẽ kết thúc rất nhanh trong vòng số 3 này. Điểm của mình di chuyển tách ra rất tốt anh em ạ. Bây giờ thì tụi mình tiếp tục chia đội hình ra để tìm kiếm môn phái còn lại. Đây, đó chính là một vỏ đèn. Khống chế liền, khống chế liền. Trời, vẫn không bị khống chế. Rồi, quay lại phản kèo kìa, ghê chưa. Đó, vỏ đèn đó tay to nha anh em. Bởi vì biết mình giáo chúng ta đã mất quỷ thiền. Nhưng mà không lường được là chúng ta vẫn còn một vỏ đèn khác ở phía sau. Vẫn tiếp tục giao tranh 1-3. Và như vậy là vỏ đèn đã bị quánh trà tháp mà. Và trận Tâm Ma này đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý cái trận Tâm Ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.